Sơn ca xin chào các bạn. Hôm trước, chúng mình đã được làm quen và luyện đọc các tiếng, từ và câu có chứa vần ôn, vần ơn, phải không nào? Bây giờ, tớ và các bạn sẽ cùng đọc lại bài trước một chút nhé. Tớ mời các bạn đọc lại bài nào. Các bạn nghe tớ đọc lại xem mình có đọc đúng không nhé. Ôn, trồn, con trồn. Ơn, sơn, sơn ca. Ôn bài, khôn lớn. Cơn mưa, mơn mởn. Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn. Và bây giờ, các bạn hãy cùng nhau chuyển sang phần luyện viết nhé. Cô cảm ơn bạn Sơn ca đã giúp các bạn ôn bài. Còn hãy thường xuyên đến với lớp học nhé. Và đây sẽ là nội dung bài viết ngày hôm nay. Cô xin mời các con đọc nào. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết các chữ ôn, ơn, con trồn và sơn ca. Chữ ghi vần ôn và chữ ghi vần ơn giống, khác nhau như thế nào nhỉ? Cả hai vần ôn và ơn đều có con chữ N đứng sau. Chữ ghi vần ôn có con chữ O đứng trước, còn chữ ghi vần ơn có con chữ Ơ đứng trước. Thế các con có biết cách viết vần ôn và vần ơn gần giống cách viết của vần nào mà chúng mình đã được học không? Đúng rồi, nó là cách viết gần giống với chữ ghi vần on đấy. Chỉ khác là thêm dấu mũ cho con chữ O và thêm dấu dâu cho con chữ Ơ. Các con hãy nhắc lại, con chữ O, Ơ và N cao mấy ô ly? Các con chữ này đều cao 2 ô ly. Thế còn khoảng cách giữa con chữ O và con chữ N, giữa con chữ Ơ và con chữ N là bao nhiêu? Ồ, khoảng cách là 1 ô ly các con nhé. Và sau đây, cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ ghi vần ôn và vần ơn. Cách viết chữ ghi vần ôn. Đặt bút dưới đường kẻ ngang 3, viết con chữ O cao 2 ô ly. Từ điểm dừng bút của con chữ O, tạo một vòng xoắn nhỏ, rồi viết tiếp con chữ N cao 2 ô ly. Sao cho khoảng cách giữa con chữ O và con chữ N là 1 ô ly. Dừng bút ở đường kẻ ngang 2, lia bút lên viết dấu mũ của con chữ O. Ta được chữ ghi vần ôn. Cách viết chữ ghi vần ơn. Đặt bút dưới đường kẻ ngang 3, viết con chữ Ơ cao 2 ô ly. Từ điểm dừng bút của con chữ Ơ, tạo một vòng xoắn nhỏ, rồi viết tiếp con chữ N cao 2 ô ly. Sao cho khoảng cách giữa con chữ Ơ và con chữ N là 1 ô ly. Dừng bút ở đường kẻ ngang 2, lia bút lên viết dấu dâu của con chữ Ơ. Ta được chữ ghi vần ơn. Như vậy là các con đã biết cách viết chữ ghi vần ôn và vần ơn. Thật đơn giản phải không nào? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn tiếp cách viết chữ con trồn và chữ sơn ca. Còn chữ nào cao hơn 2 ô ly một chút nhỉ? Đó là con chữ sờ. Thế trong chữ trồn, dấu huyền được đặt ở đâu? À, dấu huyền được đặt trên con chữ ô. Vậy khoảng cách giữa con chữ sờ và con chữ ơ trong chữ sơn là bao nhiêu? Khoảng cách giữa con chữ sờ và con chữ ơ trong chữ sơn là nửa ô ly các con nhé.
Bây giờ các con hãy cùng quan sát cách viết của hai chữ này nào. Cách viết từ con chồn. Đặt bút dưới đường kẻ ngang 3, viết con chữ cờ cao 2 ô ly. Từ điểm dừng bút của con chữ cờ, lìa bút sang phải, viết tiếp vần on. Dừng bút ở đường kẻ ngang 2. Từ điểm dừng bút của con chữ N, lìa bút sang phải, cách một khoảng bằng hai con chữ O tưởng tượng. Đặt bút dưới đường kẻ ngang 3, viết tiếp chữ chờ. Từ điểm dừng bút của con chữ H, lìa bút sang phải, viết tiếp vần ôn. Lìa bút lên con chữ ô, viết dấu huyền, ta được chữ con chồn. Cách viết từ sơn ca. Đặt bút trên đường kẻ ngang 1, viết con chữ S cao hơn 2 ô ly một chút. Từ điểm dừng bút của con chữ S, lìa bút sang phải, viết tiếp vần ơn, sao cho khoảng cách giữa con chữ S và con chữ Ơ là nửa ô ly. Từ điểm dừng bút của dấu dâu trên con chữ Ơ, lìa bút sang phải, cách một khoảng bằng hai con chữ O tưởng tượng. Đặt bút dưới đường kẻ ngang 3, viết con chữ cờ cao 2 ô ly. Lìa bút sang phải, viết tiếp con chữ A. Ta được chữ sơn ca. Xin chào các bạn. Mi rất vui khi được gặp lại các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Các bạn hãy quan sát bức tranh và cho tớ biết tranh vẽ gì. Tranh vẽ một bạn nhỏ đang ước mơ mai sau mình sẽ trở thành một chú bộ đội biên phòng. Thế còn các bạn, ước muốn của các bạn là gì? Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu qua chủ đề luyện nói mai sau khôn lớn. Các bạn hãy đọc to chủ đề luyện nói nào. Mai sau khôn lớn. Trong chủ đề luyện nói, tiếng nào có chứa vần ôn, ơn? Đó chính là tiếng khôn lớn. Các bạn hãy phân tích tiếng khôn. Tiếng khôn gồm có âm khờ đứng trước, vần ôn đứng sau. Theo các bạn, khôn lớn là như thế nào? Khôn lớn là cơ thể đã lớn hơn, nhận thức tốt hơn, có thể vững vàng và tự lập được. Bạn nhỏ trong tranh ước mơ sau này làm chú bộ đội biên phòng. Vậy còn các bạn? Các bạn có biết bộ đội biên phòng là làm nghề gì không? Tớ bật mí nhé! Đó là công việc bảo vệ đường biên giới của Tổ quốc đấy. Một công việc rất vất vả nhưng cũng rất tự hào đúng không nào? Chắc các bạn cũng đã có ước mơ cho riêng mình. Vậy khi mình khôn lớn, các bạn sẽ làm nghề gì? Các bạn có thể làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, làm công an để giữ gìn an ninh, làm họa sĩ để vẽ những bức tranh đẹp, hay làm giáo viên để dạy các bạn, và cũng có thể làm công việc đơn giản như công nhân này, lái xe này, hay nông dân đúng không nào? Tớ nghĩ làm nghề gì cũng cao quý và rất đáng trân trọng.
Vậy để mai sau khôn lớn, làm được những công việc như thế, chúng mình cần phải làm những gì từ bây giờ? Các bạn nhớ phải chăm ngoan, học tốt, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Các bạn có đồng ý với tớ không? Các bạn hãy suy nghĩ về công việc khi mình khôn lớn để kể cho bố mẹ nghe nhé. Tớ tin là bố mẹ sẽ rất ủng hộ và giúp chúng mình thực hiện ước mơ đấy. Cô cảm ơn Mi đã giúp các bạn luyện nói theo chủ đề Mai sau khôn lớn. Cô chúc các con sau này lớn lên sẽ trở thành những người tốt, làm đúng nghề mà mình yêu thích. Buổi học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào và hẹn gặp lại các con nhé. Xin chào!